Nhiều năm trước, tôi đã cùng bạn gái Chit, bạn thân của tôi là John và bạn gái của anh ấy, Katie, đến Colorado Rocky vào giữa mùa đông lạnh giá. John là một người bạn lâu năm mà tôi rất thích cùng tham gia các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, trượt ván trên tuyết và leo núi. Gia đình John sở hữu một căn nhà gỗ ở đó, nên chúng tôi quyết định ở lại vài đêm. Khi chúng tôi đến cabin, mặt đất đã phủ đầy tuyết và dự báo cho biết sẽ có thêm nhiều tuyết rơi vào ngày hôm sau. Đêm đầu tiên, chúng tôi cùng thư giãn bằng cách ngâm mình trong bồn nước nóng và uống rượu. Cabin này nằm giữa khu rừng vắng vẻ và trong khi tuyết nhẹ rơi xuống từ bầu trời đêm, đó cũng là dấu hiệu cho biết điều gì sẽ đến vào ngày mai. Sáng hôm sau, khi thức dậy, chúng tôi nhìn ra ngoài và thấy tuyết rơi nhẹ. Tuy nhiên, không có nhiều tuyết mới tích tụ trên mặt đất như dự báo, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng rằng tuyết sẽ tiếp tục rơi suốt cả ngày. John lấy chiếc xe bốn bánh của gia đình ra khỏi nhà kho lớn phía sau cabin và chúng tôi thay phiên nhau lái nó quanh những con đường mòn trên khu đất rộng lớn của gia đình anh ấy. Chúng tôi tận hưởng những giờ phút vui vẻ, lái xe qua những khu vực rộng rãi để thư giãn và ăn bánh rán, rồi khám phá những con đường mòn quanh co chật hẹp trong rừng. Suốt buổi sương mù đó, tuyết rơi nhẹ nhàng và John cùng Katie lái xe vòng quanh một lúc trong khi Chit và tôi đi trượt tuyết xuống ngọn đồi lớn sau cabin. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn trưa. Tôi đã lái chiếc xe bán tải của mình đến cabin nên việc đi lại trong tuyết không thành vấn đề. Khi trở về, các cô gái tỏ ra mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. John và tôi quyết định kệ họ và mặc đồ đi bộ đường dài để leo lên một trong những ngọn núi gần đó, theo một con đường mòn đã được tạo sẵn. Cả hai chúng tôi đều có sức khỏe tốt nên quen với những hoạt động như leo núi trong điều kiện tuyết rơi dày. Tuy nhiên, với người bình thường, việc đi bộ trên tuyết với đôi ủng nặng nề có thể rất khó khăn. Chúng tôi leo núi khoảng nửa giờ đến một giờ thì dừng lại ở một nơi lẽ ra sẽ có khung cảnh tuyệt đẹp nếu trời không quá sương mù và tuyết trắng xóa. Tất cả những gì chúng tôi có thể thấy chỉ là một màn sương trắng mờ ảo. Dù vậy, chúng tôi nghỉ ngơi một lát, ngồi trong tuyết và bắt đầu nhận thấy tuyết đang rơi ngày càng dày hơn. Tôi hỏi John lần thứ ba liệu anh ấy có chắc là biết đường quay lại không, và anh ấy khẳng định rằng hoàn toàn biết đường. Thế là chúng tôi bắt đầu quay trở lại, nhưng lúc này một cơn bão tuyết lớn đã ập đến. Chúng tôi đẩy nhanh tốc độ vì trời bắt đầu lạnh hơn. Đi xuống núi dễ hơn nhiều so với đi lên, nhưng khi chúng tôi đi được một đoạn, tôi nghe thấy âm thanh rên rỉ như tiếng vo ve đến từ phía sau. Tôi bảo John dừng lại và hỏi liệu anh ấy có nghe thấy gì không, nhưng anh ấy nói không. Chúng tôi đứng im lắng nghe, và sau đó âm thanh đó lại vang lên, rõ ràng hơn. Tiếng rên rỉ đó không giống tiếng động vật mà giống như tiếng người. Cả hai chúng tôi nhìn nhau và bắt đầu di chuyển nhanh hơn xuống núi. Tôi hỏi John đó là gì, nhưng anh ấy cũng không biết. Khi tiếp tục đi, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân phía sau chúng tôi. Tôi bảo John dừng lại lần nữa và chúng tôi đứng lặng nghe. Giữa cảnh tuyết rơi dày đặc, sự im lặng khiến tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng tôi không thể nhìn thấy ai vì sương mù dày đặc, nhưng có ai đó hoặc thứ gì đó đang theo sau chúng tôi. Lúc đó, điện thoại trong túi tôi rung lên. Đó là tin nhắn từ Chit, người liên tục gọi cho tôi nhưng vì không có sóng nên tất cả tin nhắn đã được gửi cùng lúc. Trong tin nhắn, Chit hỏi liệu John và tôi có đang ở ngoài cabin không, vì họ sợ có ai đó đang quanh quẩn bên ngoài. Tôi cố gắng trả lời bằng những ngón tay ướt lạnh, nhưng điện thoại lại mất sóng. Tôi kể cho John về tin nhắn của Chit và bảo rằng chúng tôi cần nhanh chóng quay lại cabin. Khi vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ và bước chân không xa phía sau, chúng tôi bắt đầu chạy. Cuối cùng, chúng tôi thấy ánh đèn của cabin xuyên qua khu rừng tối dần. Khi đến nơi, chúng tôi gõ cửa để các cô gái mở cửa cho vào. Cả Chit và Katie trông rất lo lắng, và họ bắt đầu kể về những gì đã xảy ra khi chúng tôi vắng mặt. Họ nói rằng có hai người đã đi loanh quanh bên ngoài cabin khoảng 10 phút trước, và một trong số họ còn dừng lại bên cửa sổ nhìn vào trong. Các cô gái sợ hãi đến nỗi không dám ra ngoài kéo rèm cho đến khi chúng tôi quay lại. John ngay lập tức vào phòng của bố anh ấy để lấy khẩu súng, trong khi chúng tôi đóng hết rèm cửa. Dù đã căng thẳng, chúng tôi vẫn phải ra ngoài để ăn tối. John và tôi quyết định kiểm tra xung quanh trước khi đi, và anh ấy mang theo súng phòng thân. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã an toàn, chúng tôi lái xe ra ngoài ăn tối, nhưng không kể cho các cô gái về những âm thanh kỳ lạ trong rừng vì không muốn làm họ sợ hãi thêm. Tối hôm đó, thay vì thư giãn trong bồn nước nóng, chúng tôi quyết định tổ chức một buổi chiếu phim trong cabin. Tuy nhiên, buổi tối yên tĩnh của chúng tôi bị phá vỡ bởi một tiếng gõ cửa lớn và hung hãn. Tất cả chúng tôi nhìn nhau và tôi có thể thấy nỗi sợ hãi trong mắt mọi người. John cầm lấy khẩu súng và quay lại chỗ chúng tôi. Tiếng gõ cửa lặp lại,
nhưng chúng tôi không nghe thấy thêm lần thứ ba. Các cô gái quyết định đi ngủ, còn John và tôi ở lại phòng khách, ngồi im lặng chờ đợi. Khẩu súng đã nạp đạn, nhưng chúng tôi đều hy vọng không phải sử dụng đến nó. Cả đêm hôm đó, chúng tôi canh chừng trong cabin. Sáng hôm sau, khi trời sáng, chúng tôi thu dọn mọi thứ để chuẩn bị rời đi. John và tôi dọn dẹp đồ đạc bên ngoài, nhưng điều kỳ lạ là không có dấu chân nào trên tuyết, mặc dù đêm trước có ai đó đã gõ cửa. Có thể tuyết mới đã phủ lên dấu vết, nhưng cảm giác kỳ lạ về những gì đã xảy ra đêm đó vẫn còn đọng lại trong lòng chúng tôi. Dù điều gì đã xảy ra, chắc chắn đó không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Tôi sở hữu 3 mảnh bất động sản, 2 trong số đó tôi cho thuê trên Airbnb. Tài sản thứ 3 là ngôi nhà tôi đang ở tại Montreal, nơi câu chuyện này bắt đầu. Căn nhà tôi cho thuê ở Wakefield là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm giữa rừng, được quảng cáo có 2 phòng ngủ, nhưng thực chất nó phù hợp cho các cặp đôi hơn. Thỉnh thoảng, tôi đón tiếp các nhóm 4 người hoặc hơn. Điều này đôi khi khiến tôi lo lắng, vì họ có thể gây phiền phức cho những cặp đôi khác. Dù vậy, họ thường dọn dẹp khá kỹ và tôi tin tưởng vào người phụ nữ dọn dẹp sẽ đến sau khi những nhóm khách lớn hơn rời đi. Thông thường, tôi lái xe đến Wakefield để tự dọn dẹp và đảm bảo mọi thứ không bị hư hại hay mất cắp. Công việc này mất khoảng 2 giờ, và khi quyết định đi, tôi thường ở lại qua đêm. Lần này cũng vậy, sau khi một nhóm lớn đã thuê nhà vào cuối tuần, tôi muốn đến kiểm tra và dọn dẹp. Tôi thông báo với người hàng xóm gần nhất rằng tôi sẽ lên đó trong ngày. Giống như anh ấy, tôi cũng hiếm khi ở nhà đó. Khi đến nơi, tôi thường giúp anh ấy kiểm tra thư từ hoặc mang về gói hàng. Anh ấy nhắn lại khá nhanh, nói rằng tuần này sẽ không lên và nhờ tôi kiểm tra xem có bức thư nào từ một người cụ thể không. Khi tôi đến hộp thư của anh ấy, tôi thấy vài dấu chân trên tuyết dẫn từ rừng vào gần ngôi nhà. Tôi kiểm tra hộp thư và chỉ thấy vài phong bì quảng cáo rác rưởi, không có gì từ người mà anh ấy đề cập. Tôi nhắn lại cho anh ấy và báo rằng có dấu chân quanh nhà, nhưng không phải là của người đưa thư, vì dấu chân này xuất phát từ rừng, đi đến gần cửa sổ và sau đó vòng ra phía sau. Anh ấy gọi lại và bảo tôi kiểm tra kỹ hơn, nhưng miễn là không có ai đột nhập thì không cần lo lắng. Tôi rời khỏi đó và lái xe thêm vài phút nữa đến nhà mình. Khi vừa bước ra khỏi xe, tôi để ý có nhiều dấu chân quanh nhà, chắc là do nhóm khách để lại vài ngày trước. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những dấu chân đó vẫn còn rõ nét mặc dù tuyết đã rơi vào ngày hôm qua. Việc đầu tiên tôi làm là thay đổi mã khóa an toàn ở cửa trước để chuẩn bị cho nhóm khách tiếp theo. Nhà là một mớ hỗn độn, bồn rửa đầy bát đĩa, thùng rác đầy ắp, lon nước ngọt và bia vương vãi khắp nơi. Một số khách nghĩ rằng họ đã trả tiền dọn dẹp nên không cần phải giữ nhà sạch sẽ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, tôi chắc chắn không có gì bị mất mát và bắt đầu dọn dẹp. Tôi bật nhạc và tập trung làm việc, nhưng ngay cả khi có nhạc, tôi vẫn nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài. Ngôi nhà này nằm trên đồi, bao quanh bởi rừng, nên lẽ ra không ai có mặt ở đó. Tôi tắt nhạc và nghe rõ ràng có tiếng bước chân trên tuyết, ngay bên ngoài nhà. Những bước chân đó đi qua cửa sổ và hướng về sân sau. Tôi kiểm tra cửa trước đã khóa kỹ, rồi ngồi im lặng trong phòng khách khoảng 20 phút, chờ đợi bất kỳ âm thanh nào khác. Cuối cùng, tôi quyết định ra ngoài xem xét tình hình. Có những dấu chân mới quanh ngôi nhà, nhưng chúng dừng lại hoặc chồng lên nhau ở gần cửa sổ cạnh máy điều hòa. Nhìn ra khu rừng, tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi, nên tôi quay vào nhà và quyết định không ra ngoài nữa. Tôi gọi đồ ăn trên Grubhub, nhưng phải đợi rất lâu mới nhận được. Sau khi ăn xong, tôi tiếp tục dọn dẹp và làm việc từ xa trên laptop của mình. Tuyết bắt đầu rơi trở lại, và tôi dự đoán sẽ có người thuê nhà vài ngày tới vì yếu tố ấm cúng của căn nhà vào mùa đông. Khoảng 8 giờ tối, tôi bắt đầu xem một bộ phim, nhưng trong suốt phim, tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt và nứt vỡ trên trần nhà. Điều này khá lạ vì nhà không có gác mái. Có thể đó là tiếng tuyết rơi nặng trên mái nhà. Sau khi xem phim, tôi đi ngủ. Tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ thật yên bình, nhưng tiếng bước chân ngoài tuyết lại khiến tôi lo lắng. Tiếng bước chân đi qua cửa sổ phòng ngủ của tôi rồi biến mất. Tôi nằm yên khoảng 20 phút, chờ đợi âm thanh nào đó để chuyển từ trạng thái lo lắng sang chế độ cảnh giác hoàn toàn. Sau khi im lặng một lúc lâu, tôi quyết định ra ngoài với một cây gậy bóng chày. Lần này có dấu chân mới, bắt đầu từ gần máy điều hòa và hướng về phía rừng. Tôi nhận ra rằng ai đó có thể đã ở trên mái nhà của tôi, trèo lên và xuống qua cửa sổ máy điều hòa. Tôi gọi cảnh sát và một viên cảnh sát từ Wakefield đến sau khoảng 20 phút. Chúng tôi cùng kiểm tra xung quanh. Anh ấy thậm chí còn leo lên mái nhà và xác nhận rằng có dấu chân trên đó.
Viên cảnh sát trấn an tôi và nói rằng anh ấy sẽ ở lại khu vực nếu có điều gì xảy ra. Tôi cũng kể cho anh ấy nghe về những dấu chân ở nhà hàng xóm để cảnh giác. Hôm sau, tôi rời đi và cho một nhóm khách khác thuê nhà. May mắn thay, họ không báo cáo điều gì bất thường và vụ việc này chỉ là một sự cố hy hữu xảy ra hơn một năm trước. Đây là chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ, vào thời gian tôi bắt đầu được bố mẹ cho ở nhà một mình. Lúc đó tôi học lớp 7. Khi họ đi vắng, tôi thường chơi điện tử để giết thời gian. Một buổi tối, bố mẹ tôi ra ngoài làm việc gì đó và tôi ở nhà một mình chơi điện tử. Chúng tôi đặt máy chơi game dưới tầng hầm để tôi và anh trai có thể chơi cùng nhau và bố tôi không muốn máy chơi điện tử ở phòng khách. Tầng hầm nhà bố mẹ tôi khá rộng, nhưng đối với những đứa trẻ nhỏ như tôi và anh trai, nó có chút đáng sợ. Mỗi lần phải lên lầu, chúng tôi thường bật hết đèn và chạy thật nhanh như thể có thứ gì đó đang đuổi theo. Khi lớn hơn, tôi không còn sợ như trước, nhưng đôi khi vẫn có cảm giác bất an khi ở dưới tầng hầm một mình, đặc biệt là khi ở nhà một mình. Tối hôm đó, tôi đang chơi game thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn từ cửa sổ tầng hầm. Tiếng động vang lên rất rõ ràng, như thể có ai đó đập vào cửa sổ. Tôi giật mình quay lại nhìn nhưng không thấy gì ngoài vài bông tuyết rơi xuống. Tôi nghĩ có thể chỉ là một cột băng rơi va vào cửa sổ, nên cố gắng tiếp tục chơi game. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng động lại vang lên, lần này còn lớn hơn. Tôi đứng dậy tiến lại gần cửa sổ và nhận ra có thêm nhiều bông tuyết đang dính trên kính. Dường như ai đó đang ném cầu tuyết vào cửa sổ. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ là anh trai tôi, Kết, về nhà mà không báo trước. Tôi đi lên cầu thang và mở cửa sau để kiểm tra. Bước ra sân, cái lạnh buốt và tuyết phủ kín chân. Tôi nhìn quanh và gọi tên Kết, nhưng không có ai trả lời. Tôi để ý thấy có một bóng người trốn trong bụi cây gần hàng rào sau. Ban đầu tôi nghĩ đó là Kết, nhưng càng nhìn kỹ, tôi càng cảm thấy nghi ngờ liệu đó có phải là anh ấy không. Cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện và tôi nhanh chóng quay vào nhà, khóa cửa cẩn thận. Tôi gọi điện cho mẹ để hỏi xem Kết có về nhà không và mẹ tôi nói rằng anh ấy đang ở nhà bạn và sẽ không về tối nay. Khi tôi đang nói chuyện với mẹ, lại có một tiếng cầu tuyết ném vào cửa sổ. Tôi kể với mẹ về việc có ai đó ngoài sân đang ném cầu tuyết vào cửa sổ và bà bật loa ngoài để bố tôi nghe. Bố hỏi tôi có phải chỉ là đám trẻ hàng xóm chơi đùa không, nhưng tôi không chắc vì tôi đang rất lo lắng. Bố mẹ tôi bảo sẽ về ngay và dặn tôi lên phòng, khóa cửa lại và đợi. Tôi làm theo lời bố mẹ, lên phòng và tắt đèn. Lúc đó trời đã tối hơn và khi tôi nhìn qua cửa sổ phòng mình, tôi thấy bóng dáng người đó vẫn đang đi loanh quanh sân sau. Họ tiến lại gần cửa sổ bếp, nơi họ đã ném cầu tuyết trước đó, cố gắng mở cửa sổ. Cửa sổ nhà tôi bị đóng kín do mùa đông, nhưng nhìn cách người đó cố mở, tôi bắt đầu hoảng sợ thực sự. Tôi cúi xuống để họ không thấy mình và ngừng quan sát. Một lát sau, mẹ tôi gọi lại bảo rằng cảnh sát đang đến. Vì tuyết rơi dày, có thể cảnh sát sẽ đến chậm hơn. Khi chuông cửa reo, tôi kiểm tra để chắc chắn đó là cảnh sát trước khi mở cửa. Đó là một nữ cảnh sát khoảng 40 tuổi. Và cô ấy cẩn thận kiểm tra quanh sân với đèn pin. Tôi đứng bên trong nhà và theo dõi cô ấy qua cửa sổ. Cô ấy kiểm tra bụi cây, nhà kho và quanh sân, nhưng không tìm thấy ai. Tuy nhiên, có rất nhiều dấu chân trên tuyết chứng tỏ rằng có người đã ở ngoài đó. Cô ấy nói chuyện với mẹ tôi qua điện thoại vài phút rồi bảo sẽ ở lại cho đến khi bố mẹ tôi về. Cuối cùng, bố mẹ tôi cũng về đến nhà và cảnh sát rời đi. Dù không ai bị thương hay thiệt hại gì, tôi vẫn cảm thấy khá lo lắng. Có thể đó chỉ là một trò đùa của ai đó hoặc một thanh niên kỳ lạ cố dọa tôi. Nhưng việc người đó cố mở cửa sổ khiến tôi nghĩ rằng có lẽ đây là một nỗ lực đột nhập thất bại.